Xin chào mọi người. Mọi người chờ để mọi người vào đông đông chút thì chúng ta tiếp tục cái chủ đề chương trình của buổi ngày hôm nay. Chào bạn Lâm Oanh, chào bạn Tinh Tinh Hoang này. Chào Hải Yến. Các bạn có câu hỏi nào thì comment vào phía dưới thì lát nữa tôi sẽ trả lời cho các bạn. Okay. Chào bạn chuyên viên Thanh Nguyên. Chào bạn Trần Đăng, em chờ mãi. Trần Đăng có câu hỏi nào gửi lại cho anh nhé. Nay chủ đề em cần. Chào bạn Hương Lê. Bạn Hời đang làm ở bệnh viện, lúc sáng có hỏi anh là em điều trị số cao rút, bạn có thể chiêu này, có thể nghe buổi là chia sẻ này, có thể là câu giải đáp cho bạn lúc sáng hỏi cho tôi. Trần Đăng tuần nào cũng có ạ? Tuần nào cũng có Trần Đăng nhá. Mỗi tuần anh dành thời gian để nói chuyện với bệnh nhân cũng như khán giả, để mọi người tương tác, để anh có những cái nắm bắt kịp thời để giải đáp những câu hỏi thắc mắc người bệnh trong thời gian điều trị bệnh. Nhi Nhi anh nói to chút ạ. Anh nói gần hết công suất rồi đấy. Nhi Nhi nha. Nguyễn Nguyệt. Nguyễn Nguyệt chồng thế nào rồi? Chồng em hôm nay ổn chưa? Chồng em cũng đỡ rồi ạ. Anh thấy chồng em có mình làm về nghề sửa xe máy ấy. Cái nghề sửa xe máy thì cũng có tiếp xúc về lính các thứ hóa chất đấy. Nên cố gắng đeo găng tay bảo vệ, nhất là đeo khẩu trang đó nha. Khi làm như kiểu mà các cái hàng mục kiểu mà sơn á, những cái khí mình kiểu các cái xe nó bị hỏng như đấy thì mình dùng sơn kiểu để mà sơn lại, thì cái mùi sơn này rất độc cho ảnh hưởng đến sức khỏe chức năng gan của mình á, nên mua khẩu trang mà 30 mình đeo nó vào chống độc vào. Còn bệnh tình của trong Nguyễn Nguyệt thì cứ sử dụng đều theo phác đồ ngay một viên thuốc kháng virus với cái giải pháp của cái phương pháp cân bằng của Hoàng Hồng Cán đã là được. Cứ dùng vi gì là được, ngoài ra mình có điều kiện thì mua thêm thuốc bổ hỗn hợp vitamin khoáng chất ấy. Dùng ngay một viên hỗ trợ thêm vào, chế độ ăn uống tốt, đi ngủ tốt là ổn. Trần Bảo Trung, chào Trần Bảo Trung nha. Chào Ngọc Lan, em nhìn anh giảm rửa thế. Giảm rửa phải ở các cái showbiz chứ. Mình anh làm chuyên môn này thì toàn lên.
Nguyên nguyệt dậy thời giờ thuốc bổ. Đây thuốc bổ em dùng cái Vita Cap nhá. Cái Vita Cap anh hãy thử sử dụng này. Ngay em dùng một viên đấy. Vita Cap. Đây anh nhận tin cho em đấy, em dùng cái Vita Cap của Thái Lan ngay một viên vào buổi sáng. Tám nay nó có hỗn hợp vitamin và khoáng khoáng chất, mua ở nhà thuốc mang không có hết. Đây anh mua về một hộp, anh dùng ngay một viên. Cái chia sẻ mọi người Thái Lan mà giá còn rẻ lắm, 120 ngàn mà có 50 viên dùng thoải mái, có đầy đủ vitamin A, vitamin B, khoáng chất đấy. Nên mình bổ sung thêm ngay một viên vitamin khoáng chất nào nữa để giúp cho cơ thể mình đầy đủ vi hỗn hợp vitamin khoáng chất. Chào Nguyễn Nắm nha, nay em mới xem được, cảm ơn em. Hôm trước em bận. Chào Bùi Tuấn, chào Nguyễn Máy nha. Nhi, em đi làm hay mệt mỏi, dùng vitamin được không? Em dùng thì tốt quá. Em dùng ngay một viên vào buổi sáng. Hay mệt mỏi thì mình đi kiểm tra thêm xem thử là cái mệt mỏi của mình do nguyên nhân do đâu, có thể do công việc nhiều, ức chế sinh chết, do mệt mỏi, do bệnh lý về đường tiêu hóa, có thể bệnh dạ dày, mình ăn uống nó hấp thu kém các thứ hơn, làm cho cơ thể mình thiếu hụt về năng lượng, hoặc là ở chức năng gan nó bị rối loạn, nó ảnh hưởng như thế hạn nó rối loạn chuyển hóa, thì gan nó dự trữ đường glucose, các cái mình thức ăn nó tinh bột nó dự trữ năng lượng đấy, mà cái gan có vấn đề thì nó dự trữ năng lượng được, nên mình khi làm nó hay bị mệt, hay bị hụt hơi, cảm giác như thế này, lúc mình lao động nó căng thẳng một chút, lao động nó tăng lên một chút, nó thiếu hụt cái năng lượng chuyển hóa nó cũng kịp hơn, ở gan dự trữ nó ít đi, nên bạn sẽ ra ngày tới. Chào Hải Bolero, Bolê cùng một liều tinh em đi khám ạ. Hải Bolero thì em cũng giữ uống bình thường, với bệnh mà liên quan đến men gan sau 6 tháng thì mình có thể kiểm tra cái men gan sẽ có cái biến đổi như thế nào. Còn ở với tình trạng virus thì từ sau 3 tháng thì mình kiểm tra một lần. Bởi vì với virus thì thông thường 3 tháng mà thông thường kiểm tra tháng thứ tư là tốt nhất. Ở cái khoảng đấy thì lượng virus tại đường nó giảm nó sẽ nhiều hơn. Hoặc kiểm tra tình trạng sơ gan với khả năng phục hồi sẽ tốt hơn. Không được em mua. Em mua hoa mục cam uống hơn một tuần thấy ăn ngon hơn. Với cái hoa mục cam thì ngoài cái tác dụng cho liên quan đến cái virus và sơ gan thì nó có tác dụng cho cái hệ tiêu hóa nữa. Tại sao nó tác dụng cái hệ tiêu hóa, mình giải thích một chút. Bởi vì chức năng gan nó tăng tiết các gan mật tụy, thì ở cái hệ thống đấy thì nó tăng tiết các cái enzyme nó xuống hệ tiêu hóa chúng ta. Nên khi các hệ thống này nó tăng tiết được đầy đủ các enzyme xuống thì nó tiêu hóa tốt. Ngoài ra trong dịch mật nó có cái enzyme để nó nhũ hóa cái mỡ. Tức là khi mình ăn mỡ vào thì cái enzyme nó dịch mật này nó nhũ hóa, nó chuyển từ trạng thái thân dầu nó sang cái trạng thân nước ấy. Thì lúc đấy cái mỡ đi thẩm thấu được qua quá thành ruột, mình hấp thu được và chuyển hóa qua trong cơ thể chúng ta. Nên khi những người chức năng gan kém thì cái dịch mật nó tăng tiết xuống, nó giảm đi, nên thường mình nhân sờ mỡ là vậy. Nên chức năng gan nó yếu đi thì thường mình tiết mỡ là vậy, bởi vì cái các cái dịch enzyme trong cơ thể nó sẽ giảm đi. Dân bảo trúng một liều trình bên mình gồm những gì thế? Thật ra cái liều trình thì là nó phụ thuộc vào cái tình trạng người bệnh, mà có thể có những liều trình điều trị nó khác nhau. Cái liều trình thì bao gồm có thể là những người đã đủ tiêu chuẩn điều trị thuốc kháng virus, hay là có thuốc kháng virus, hoặc là còn những người bị sơ gan, hoặc là người bị tăng men gan, hoặc có những cái giải pháp khác nữa. Còn chúng tôi có thể tư vấn thêm những cái dòng sản phẩm khác cho người bệnh, tức là có một cái hiệu quả điều trị cao hơn. Ví dụ của những người mà bị sơ gan mà cái giảm cái albumin trong máu thì phải là hỗ trợ thêm cái viên mà có cái thành phần albumin chẳng hạn.
Bùi Tuấn em bị men gan cao nên điều trị như thế nào? Cái trường hợp men gan cao thì mình kiểm tra xem cái men gan cao do cái nguyên nhân ở đâu. Nếu nguyên nhân do rượu bia hoặc là nguyên nhân do kiểu mình trong cái môi trường mình làm việc nó bị ô nhiễm chẳng hạn, như gần khu công nghiệp hay làm trong các cái xưởng in hoặc trong các cái khu cơ khí chẳng hạn, hay là men gan do các cái bệnh lý liên quan đến các cái dòng của virus chẳng hạn, thì mình cần phải là xác định cho cái nguyên nhân của tăng men gan cho đâu, sau đó thì mình có cái điều chỉnh nó phù hợp. Với những cái men gan mà do kiểu mà rượu bia hoặc là do mình sử dụng thuốc tây hoặc là do trong trong môi trường thì điều trị khá là dễ. Còn đối với trường hợp là do virus thì mình phải kiểm tra cái giai đoạn virus như thế nào để chúng ta có cái điều trị nó phù hợp, chứ không phải là cái men gan nào cũng điều trị nó giống giống nhau được, nhưng để điều trị men gan thì cũng có. Diêm Phạm Văn Dược Sĩ ơi, bao giờ có live stream? Diêm Phạm Văn thì cứ thứ năm hàng tuần thì Dược Sĩ Thẩm Sát sẽ dành thời gian để giao lưu với quý vị khán giả cũng như người bệnh để chúng ta có những cái giải đáp cho người bệnh. Sau này cố gắng sẽ là thêm những cái chủ đề khác nữa, ngoài chủ đề gan chúng ta sẽ có chủ đề của mất ngủ, xương khớp, chẳng hạn là những cái bệnh lý về đường tiêu hóa, dạ dày chẳng hạn. Nên hiện tại thì được thời gian có nhiều thì chủ yếu tập trung cho những bệnh nhân về gan mật trước đã, thì sau này sẽ có những chủ đề khác chúng ta sẽ giao lưu, sẽ có những cái hướng điều trị nó phù hợp hơn, bởi vì những cái tình trạng bệnh có thể người bệnh gặp là chủ yếu những bệnh mãn tính mà chúng ta cũng đã điều trị một vài viện rồi, thì bây giờ các cái bệnh tình cũng đến mức độ nguy hiểm mà đi đến viện để mà điều trị hay để nằm viện điều trị, mà chúng ta cũng gặp những cái triệu chứng là cái cục chất lượng cuộc sống chúng ta nó giảm đi, nên chúng ta có cái giải pháp nào đấy để giúp cái cuộc sống nó giảm những cái tình trạng bệnh và giúp cuộc sống chúng ta tốt hơn, chất lượng cuộc sống ta tốt hơn. Chào bạn Hải Yến, người nhà em dùng kháng virus được 4 tháng rồi bị sụt 2 kg, có phải do thuốc không ạ? Thuốc hại sức khỏe không? Thực ra bạn sử dụng thuốc kháng virus 4 tháng và sụt 2 kg thì cũng mình có thể là đánh giá dựa vào thuốc được, nhưng chúng ta phải cân nhắc cái lợi ích của cái việc sử dụng thuốc, vì trong quá trình sử dụng thuốc thì có gặp một số cái tác dụng phụ nhất định, nhưng không vì thế mình sụt cân mà mình bị đánh cho cái thuốc kháng virus, nên mình cần phải kiểm tra cái tổng thể hơn. Cái sụt cân này có thể do ảnh hưởng thông thường, nó nằm ở hai cơ quan chính, đó là cơ quan vách lách và hệ thống tiêu hóa dạ dày và đường ruột của mình ấy, thì sẽ được sụt cân sẽ được kiểm tra có bị dạ dày hay không. Vì chúng ta nếu tức ách có chịu đau dạ dày có chịu thì mình ăn uống nó hấp thu kém đi, sức khỏe nó giảm đi, kèm đi thì giảm cân nào nó sẽ giảm, nên quan trọng nhất là kiểm tra tổng thể. Còn với thuốc kháng virus thì gặp những tác dụng phụ như mọi người mệt mỏi bồn chồn mà khó buồn nôn chẳng hạn, ăn ngon nghỉ chẳng hạn, có thể mình gặp thì mình tìm những cái giải pháp khác để mình khắc phục cái tác dụng phụ đấy, bởi vì với điều trị thuốc kháng virus thì mỗi những cái tác dụng phụ đấy mình khắc phục được thì em cũng cần phải dừng thuốc. Nguyễn Đinh Tuấn, tiếng nhỏ quá Dược Sĩ ơi. Chào Đinh Tuấn nhá, lâu ngày nhỉ, hôm nào anh em giao lưu không nhá. Chuyên gia về đông y Nguyễn Đinh Tuấn có nhiều sản phẩm nổi tiếng giúp cho được nhiều bà con. Bác sĩ cho mic vào đi ạ. Bác sĩ cho mic vào đi ạ. Đó cũng phải là chuyên gia live stream lắm nên chắc là khắc phục là lần sau về Trần Bảo Trung. Xin chào quý vị, thì là cũng rất nhiều người quan tâm đến chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta dùng thuốc kháng virus mãi mà điều trị mãi mà không đưa cái tải lượng virus về gì nữa, nên hôm nay Dược Sĩ Thẩm Sát để chia sẻ cùng các bạn ra tìm một cái giải pháp nó phù hợp để làm sao để tăng cái hiệu quả điều trị nó tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng live stream Dược Sĩ vào buổi hôm nay. Thì như chúng ta biết về cái thuốc điều trị của thuốc kháng virus, chúng ta thường bây giờ hiện tại chủ yếu dùng hai cái dòng chính, đó là cái tenofovir và entecavir. Bản chất của cái hai dòng thuốc kháng virus này đó là ức chế enzyme phiên mã ngược. Thì cái enzyme này ấy, là cái virus nó sử dụng, nó để sao chép từ một con virus nó tạo ra rất nhiều con virus khác, đến thuốc này nó ức chế cạnh tranh vào cái enzyme này, nó thay thế bằng cái enzyme khác mà nó không đầy cấu trúc, nó phải tương đồng nhưng không đầy đủ,
Nên khi con virus của nó tại tạo ra con virus mới nó không hoàn chỉnh, nó sẽ mất đi. Nên bản chất của thủ kháng virus là ức chế quá trình sao chép. Nên với người điều trị, thường thông thường điều trị ở những giai đoạn virus đang hoạt động là thì tải lượng virus nó giảm rất nhanh. Còn với những người mà giảm virus nó không hoạt động, thông thường nó khoảng 10-15 ngày thì tải lượng virus thường sẽ giảm chậm hơn. Thông thường trong quá trình điều trị với cái virus mà hoạt động thì thông thường với Tây Y thì điều trị thường là 9 tháng hoặc 62 tháng thì nồng độ virus mới giảm về dưới ngưỡng định lượng. Ít nhất cũng phải điều trị 12 tháng hoặc hơn 12 tháng, tức là khoảng tầm khoảng 4 lần của chúng ta đi khám mà mỗi lần người bác sĩ khuyên 3 tháng đi khám một lần ấy. Như vậy thì lúc đấy virus nó về dưới ngưỡng. Còn với những người điều trị một cái khoảng thời gian ví dụ 1 năm hoặc 2 năm rồi mà virus cứ bảo là nó rơi vào tầm khoảng 10-12, 10-13 hoặc 10-14, tức là virus không quay giữ ngưỡng được. Như chúng ta quay lại một chút, bản chất của thuốc kháng virus đã ức chế quá trình sót chết. Nên khi virus nó về giữ cái ngưỡng 10-5, 10-12, 13-14 đấy thì giai đoạn này virus nó không sót chết. Ở cái thể đấy thì thường thuộc nó tác động nó kém hơn. Nên ở cái giai đoạn này nếu người bệnh mà cái hệ miễn dịch kém, tức là hệ miễn dịch trong cơ thể mình kém, thì lúc đấy cái lượng virus đấy nó giảm xuống là gần như là thấp hơn so với những người mà có hệ miễn dịch tốt. Nên thông thường trong quá trình điều trị thì gặp một vài trường hợp như vậy, nhưng không phải là tất cả, đa số ở đây bao tầm khoảng 5-10% mà trong điều trị thuốc kháng virus mà có cái tải lượng virus nó không về dưới ngưỡng. Còn những người mà tải lượng virus mà giảm chậm thì có gặp khá là nhiều. Để cho tôi trong quá trình tôi điều trị rồi trước đây có thể là bác sĩ kê thuốc cũng tốt, mà cứ tức là mọi người nghĩ là phải đứng tìm thuốc tốt hơn, nhưng bản chất của chủ yếu là do cái cơ thể mình. Nói thêm một chút nữa là về cái tác dụng thuốc kháng virus, tức là đưa cái virus nó về dưới ngưỡng. Cái thứ hai, cái tác dụng thứ hai đó là kiểm soát được các cái triệu chứng lâm sàng, thì các cái triệu chứng lâm sàng như là tăng men gan, sơ gan hoặc đau tức hạ sườn nó kiểm soát được. Cái thứ ba đó là nâng cao cái chất lượng cuộc sống lên, nó dự phòng các cái lây nhiễm, dự phòng cái lây nhiễm từ mẹ sang con hoặc lây nhiễm ra cộng đồng, và nâng cao chất lượng cuộc sống hơn nữa là chúng ta bảo vệ cái lá gan chúng ta, phòng sơ gan và phòng về cái ung thư gan sau này. Đấy là cái tác dụng của cái thuốc kháng virus. Còn nguyên nhân cũng lại chúng tôi bây giờ thấy chủ yếu nằm ở hai nguyên nhân chính. Đó là thứ nhất là về cái chất lượng thuốc trong điều trị mà tương thích với người bệnh. Có thể với người bệnh dùng cái hãng sản xuất này nó phù hợp, nó có thể virus nó về gì nữa, nhưng tự những người khác có thể không về gì nữa. Cái hai hệ miễn dịch. Nên trong quá trình điều trị chúng ta sẽ điều chỉnh thế nào cho phù hợp. Thì cái giải pháp làm thế nào thì hai nguyên nhân chính chúng ta đã biết, đó là thuốc và hệ miễn dịch. Về thuốc, bởi người mà đang điều trị mà tải lượng virus một vài năm rồi cũng giảm thì chúng ta có thể là nói chuyện bác sĩ và chuyển sang cái dòng thuốc có tốt hơn. Cùng một trong hiện tại thuốc kháng virus thì chủ yếu còn hai loại nữa là entecavir và tenecovir. Thì cái tenecovir cũng rất nhiều nhà sản xuất, có những nhà sản xuất giá thành rơi vào tầm khoảng như 200-300 ngàn chẳng hạn, nhưng cũng có những hãng sản xuất rơi vào 700-800 ngàn. Nhưng không có nghĩa chúng ta cứ dựa vào tiền mà đánh giá chất lượng, bởi vì trong một kinh doanh mọi người đặt giá thuộc vào cái giá chi phí sản xuất kinh doanh, nên chúng ta cố gắng quan tâm đến cái nhà sản xuất, các nhà sản xuất mà uy tín đạt tiêu chuẩn. Ví dụ chúng ta dùng các sản phẩm liên doanh Việt Nam với Đức, Việt Nam với Mỹ chẳng hạn, có thể khá là ổn, của Standard, của Alphaco khá là ổn. Ngoài ra chúng ta dùng những dòng thuốc của châu Âu chẳng hạn cũng khá là ổn, nhưng mà Baclofen chẳng hạn, những dòng thuốc hãng khá là tốt. Nên khi những người mà ví dụ điều trị vậy thì tôi nghĩ nên khuyên là chúng ta cũng cần phải đổi sang một dòng thuốc khác, mà chúng ta cần đổi nhà sản xuất có tốt hơn. Khi nhà sản xuất để có thể là tích hợp với trong sản xuất ngoài hoạt chất còn có các cái thành phần tạo dừa các nữa và cách bào chế nữa, thì là về vấn đề giải quyết vì tình trạng ở mức độ 10-12, 10-13, 14 thì cái tình trạng này cũng không quá nguy hiểm nên người bệnh cũng không phải lo lắng quá. Cái thứ hai là về tăng cái hệ miễn dịch. Muốn tăng cái hệ miễn dịch thì chúng ta phải kiểm tra xem trong cơ thể chúng ta có những bệnh mãn tính nào không, giả như có bị polyp với tụy mật hay không, bệnh tuyến tụy có bị gì không, ở bên lách có bị gì không, hoặc là các cái bệnh liên quan về máu có bị gì không, bệnh ở thận có gì không, hay những cái bệnh mãn tính khác. Chúng ta sàng lọc cái bệnh mãn tính chúng ta điều trị. Khi chúng ta điều trị các cái bệnh mãn tính khác nó giảm đi thì sức khỏe chúng ta cũng nó nâng lên. Ta điều trị những bệnh nền khác ngoài bệnh nền ở gan, mình điều trị những bệnh nền khác nữa. Và muốn tăng hệ miễn dịch thì chúng ta cần phải điều chỉnh một cái, cũng cần có một giải pháp. Vậy người virus nó không thể giảm được xuống được về lượng thì chúng ta cần phải tăng cường lưu thông máu gan. Tôi nghĩ đây là một trong những cái kinh nghiệm điều trị mà
gần như nó quyết định trong cái hiệu quả điều trị khi kết hợp giữa thuốc kháng virus và một cái giải pháp y học cổ truyền. Tăng cường lưu thông máu gan thì nó có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, nó đưa được cái hoạt chất ức chế virus đến tổ chức gan, nhất những người bị sơ hóa gan, bị sơ hóa gan thì lưu thông máu nó giảm đi, đưa hoạt chất ức chế virus đến tổ chức gan bị sơ hóa hoặc cũng tổ chức gan để bao gan sẽ tốt hơn, mà đưa hoạt chất đến tổ chức gan để tốt hơn thì khả năng ức chế virus nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai, tăng cường lưu thông máu thì nó sẽ là oxy nó đến được, nó sẽ nuôi dưỡng được tế bào gan, chức năng gan của ta sẽ tốt hơn. Tăng cường lưu thông máu được, nó đưa được các cái chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tế bào gan để nó sẽ tốt hơn. Tăng cường lưu thông máu thì lúc đấy cái tế bào gan nó tái tạo sẽ tốt hơn, vì cái lá gan chúng ta rất tuyệt vời, có thể nó mất đi nhưng nó có thể tái tạo lại cái tế bào gan mới, cho nên sinh ra những tế bào gan mới nó khác với những cơ quan chức năng khác. Vì vậy cái lưu thông máu là một trong những yếu tố quyết định để tăng cái hiệu quả điều trị. Cái thứ hai, tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Tăng cường miễn dịch cho cơ thể thì cũng thể là với chức những người bị viêm gan virus thì nó phải có cái tăng cường miễn dịch, nó phải chuyên sâu chuyên biệt đấy. Chúng ta tìm hiểu một chút về cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta. Cái hệ miễn dịch cơ thể chúng ta chủ yếu ở tế bào lympho T và tế bào lympho B. Tế bào lympho B thì chủ yếu ở tủy xương, còn tế bào lympho T nó sinh ra ở tủy xương, nó biệt hóa lớn lên ở cái tuyến ức và sau đó nó di chuyển đến cơ quan hạch bạch huyết và cái lá lách và hệ tiêu hóa của chúng ta, cái gọi là lách và hệ đường ruột ấy, để dự trữ. Trong cái tế bào lympho T thì có hai cái tế bào chính, đó là CD4 và CD8, thì nó cũng như một cơ quan an ninh phòng thủ trong cơ thể chúng ta. Nên khi vi khuẩn virus xâm nhập vào thì hai cái CD4 CD8 này sẽ tiêu diệt, bao vây và tiêu diệt vi khuẩn và virus. Thì với những người bị viêm gan mãn tính thì cái hệ miễn dịch đã kém nên bản chất của tế bào lympho T này cũng kém. Mà với những người bị viêm gan virus thì theo một chút lý thuyết về y học cổ truyền, tức là bệnh hồi tụ đủ hai yếu tố, đó là thấp nhiệt và siêu vi. Tức siêu vi nó xâm nhập vào cơ thể mình, càng thêm thấp nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa. Mà lúc nãy tôi giải thích tế bào lympho T nó dự trữ ở hệ thống tiêu hóa chúng ta, lá lách và hệ thống tiêu hóa chúng ta. Thì thấp nhiệt ở đấy thì cơ quan đồn trụ của hệ miễn dịch ra đấy nó sẽ giảm đi, làm cho không phân biệt được cái tế bào của viêm gan B để mà tạo ra kháng thể. Nên người này cần phải nâng đỡ cái miễn dịch của cơ thể mình, đó là nâng đỡ tế bào lympho T. Mà trong nâng đỡ của cái tế bào lympho T này thì có cái hoạt chất mà hiện tại chúng tôi đang phối hợp với Viện Hàn Lâm nghiên cứu, đó là hoạt chất Asparagus 4. Cái hoạt chất này nó có tác dụng làm tăng cái độ dài của cái nhiễm sắc tẩy telomerase. Tức là khi một cơ thể chúng ta bị nhiễm virus thì cái tế bào miễn dịch lympho T này nó phải phân chia nhiều lần để nó chặn đỡ virus. Trong quá trình phân chia nhiều lần như vậy thì cái nhiễm sắc tẩy này nó sẽ ngắn lại. Bây giờ cái hoạt chất Asparagus 4 này nó làm cho cái tế bào nhiễm sắc tẩy lympho T này nó không ngắn lại, mà không ngắn lại thì mình mới đủ khả năng phân chia những tế bào mới để chặn đỡ virus lại. Nên những người mà virus về lượng điều trị lâu ngày nó thấp thì cần phải nâng đỡ cái hệ miễn dịch, đặc biệt là liên quan đến tế bào lympho T này. Đấy là hai cái giải pháp mà cốt lõi để chúng ta đưa virus về dự ngưỡng bình thường, mà sau khi và chúng ta điều trị nó dài ngày. Cái này không chỉ áp dụng cho những người mà đang điều trị virus không về tiêu về dự ngưỡng, mà áp dụng cho những người đang điều trị. Đang điều trị bắt đầu chúng ta bác sĩ cái đơn quyết định điều trị, chúng ta có thể dùng giải pháp này được để tác dụng hợp đồng, để giảm thời gian điều trị có tác dụng nhanh hơn. Thông thường sử dụng thuốc kháng virus như tôi đã chia sẻ có thể là từ 9 tháng đến hoặc sau ngoài 42 tháng, nhưng khi chúng ta phối hợp vào thì thông thường trong quá trình theo dõi điều trị thì cứ 2 lần của chúng ta là 6 tháng thì chúng ta làm virus về dự ngưỡng, tới mỗi lần 3 tháng 2 lần 6 tháng thì khoảng thời gian đấy virus đã về dự ngưỡng bình thường. Như vậy thì ngoài hai giải pháp như vậy, chúng ta cần phải có một cái chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý nữa. Với những người bị bệnh viêm gan thì chúng ta có chế độ ăn uống tốt vào, hạn chế những cái thực phẩm mà như kiểu dầu mỡ, nội tạng động vật, rượu bia. Ngoài ra chúng ta cần phải tập thể dục vào buổi sáng và có một đi ngủ trước 22 giờ, tức là chúng ta có một cái chế độ sinh hoạt tốt nữa. Với chế độ công việc, đừng làm việc lao động quá sức, để như cũng một cái công việc đấy chúng ta có thể làm kéo dài thời gian ra, hoặc cùng một khối lượng công việc đấy chúng ta chia ra, chúng ta bê vác hoặc cảnh khác chẳng hạn, chúng ta giảm, tức là cách làm việc quá sức, mà chúng ta nên đi ngủ sớm và có chế độ ăn uống tốt, thì lúc đấy cái hệ miễn dịch, ngoài chúng ta sử dụng thuốc kháng virus này, có giải pháp tăng cường lưu thông máu ở gan và tăng hệ miễn dịch này, chúng ta có chế độ ăn uống tốt nữa, thì tôi tin rằng virus nó về dưới ngưỡng và
bởi thủ cảm chút thì nhắc lại một chút để chúng ta tìm cái nhà sản xuất nó thích hợp một chút. Để ra những nhà sản xuất mà chúng ta điều trì qua một thời gian dài này, chúng ta phải đổi sang nhà sản xuất khác. Vì bản chất chúng ta không phải là đổi, chứ mà đến mức đầu là đổi thuốc. Còn những người mà điều trị của virus nó không giảm được về dự mưu năm hạn, tư thể hoạt động, tư lực trả lời rất cao, thì chúng ta, bác sĩ sẽ cân nhắc chúng ta đổi thuốc. Thế này là chia sẻ về cái chuyên đề là cái giải pháp làm thế nào để chúng ta đưa được cái tải lượng virus về dự lượng mà trong quá trình điều trị thủ kháng virus nó tốt hơn. Và tôi đã chia sẻ, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Còn chuyển sang cái phần 2 thì chúng ta sẽ là phần giao lưu cùng với mọi người. Đây là cái phần cũng rất nhiều người quan tâm để lại câu hỏi, và tôi sẽ dành thời gian giải đáp cho mọi người. Mọi người để lại những câu hỏi trên fanpage Hoa Mộc Cán, tôi sẽ giải đáp từng câu hỏi một cho mọi người. Còn một số câu hỏi mà mọi người có thể là nhiều hơn hoặc là bị trùng lặp thì mọi người có thể chỉ nghe lại cái livestream này để đã hiểu được về tình trạng bệnh mình hơn. Nguyễn Đông Nhi, cái đó trong hoàng kỳ à? Đúng đấy bạn, đây là cái trong vỏ trong cái hoàng kỳ, trong cây hoàng kỳ ấy. Đặc biệt là trong cái hoàng kỳ của mông cổ. Chào Ngọc Nam Dung, kháng virus bao lâu thì bỏ được à? Cái này bạn có thể cái câu hỏi của bạn phải trả lời bằng một chút đây ấy. Chứ không thể nói một vài câu mình khẳng định là mình dừng được thuốc kháng virus đấy. Nhi Lê Sơ Tân Đá của Tổ Trung Anh, chào bạn Nhi Lê nha, cái thủ Sơ Tân Đá khá là tốt đấy. Cái này là Liên Doanh Việt Nam Bình Đức đấy. Tôi cũng hay hướng dẫn cho người bệnh mua cái sản phẩm của bên chỗ Sơ Tân Đá. Cái này là Liên Doanh Việt Nam Bình Đức, giá thay cũng phù hợp. Đây vào tầm khoảng như đổi giá cũ, khoảng hơn 700 ngàn một hộp 30 viên. Còn cái mẫu mới này rơi vào tầm khoảng 400 ngàn hoặc hơn 400 ngàn thì một hộp 30 viên, nó cũng phù hợp. Chào bạn Trần Đăng, tôi đang uống Tenecovir. Cái Tenecovir này hiện tại trong bàn Trần Đăng, Tenecovir hiện tại đang thuộc đầu tay nhất bác sĩ điều trị ấy. Hiện tại gần như là không gọi là tất cả những người thứ 95 bác sĩ kê dùng Tenecovir. Tenecovir tức là Tenecovir Sotalamonid và Fumarac. Cái này khi uống vào nó chuyển hóa thành cái Tenecovir diphosphate, nó tác dụng trong tế bào của cái gan của mình để ức chế virus đấy. Nên trong quá trình sử dụng thì bạn có thể sử dụng thêm loại liên quan chuyển hóa hấp thu ở chuyển hóa ở gan và liên quan ảnh hưởng đến chức năng thận. Nên bạn có thể sử dụng thêm canxi để phòng bị loãng xương. Trả lời câu hỏi bạn Đỗ Văn Tú, chào liệt sĩ, tôi 48 tuổi đang dùng thuốc kháng virus Savi theo bảo hiểm được 2 năm nhưng bác sĩ bảo huyết áp vẫn cao, tôi có nên đổi thuốc không dược sĩ? Cái thuốc kháng virus Savi thuộc này được cấp trong bộ, chủ yếu là cấp trong bảo hiểm y tế, giá thành cũng khá là rẻ, khoảng hơn 200-270 ngàn một hộp. Tất nhiên những cái thuốc đã đủ, những thuốc mà được cấp trong bảo hiểm y tế thì đều đủ tiêu chuẩn để điều trị, tức là có kiểm nghiệm việc đàng hoàng nên bạn cũng yên tâm. Như lúc nãy tôi chia sẻ, có thể là một cái cơ thể một số trường hợp đau đấy nó cũng tương thích với cái dạng bao trễ như vậy, thì chúng ta có thể tìm cái nhà sản xuất khác. Với cái điều trị bảo hiểm được 2 năm mà tải lượng virus vẫn còn cao, thì các thứ cao đấy bạn dùng xem thử là cao là bao nhiêu. Bởi vì cái lượng virus có thể là 10-19, 10-18, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3. Với những người trên 10 năm thì chắc chắn là đổi thuốc sang một thuốc khác. Đặc biệt những trường hợp của bạn có tải lượng virus vẫn còn cao mà 16-17 thì cái hiệu quả điều trị nó đã thường gọi là thất bại điều trị, thì chúng ta phải chuyển sang một thuốc khác tốt hơn hoặc là phải kết hợp hai thuốc kháng virus để điều trị. Nên bạn Đỗ Văn Tụ, bạn phải gặp lại bác sĩ để kiểm tra lại xem thử là cái tình trạng bệnh của mình là cái lượng virus đang cao như thế nào để chúng ta có quyết định điều trị. Nếu tải lượng virus trên 16 thì bắt buộc phải đổi thuốc và kết hợp hai thuốc kháng virus để điều trị. Vì hiện tại chúng ta là điều trị 2 năm vẫn cao còn là gọi là thất bại điều trị. Còn nếu virus còn cao ở dạng 10-13, 10-14 thì bạn có thể chuyển sang một cái nhà sản xuất khác nó tương thích hơn. Như của cổ sát tân đá lúc nãy là đấy, một cái hãng cũng điều trị khá là ổn.
Chuyển sang câu 3, câu hỏi của bạn Hải Yến. Dược sĩ cho em hỏi liệu dùng kháng virus lâu không gây dị ứng thì phải làm gì để đỡ tổn thương gan cũng như bị ung thư gan? Câu hỏi của bạn Nhi lúc nãy tôi vừa chia sẻ đấy, tức là chúng ta nếu dùng kháng virus lâu không gây dị ứng thì chúng ta có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chúng ta tìm một cái nhà sản xuất khác có thuốc kháng virus nó tương thích hơn, không cần phải đổi thuốc mà đổi thuốc đấy là đổi hóa chất, chúng ta chỉ đổi về nhà sản xuất, tìm nhà sản xuất nó ưu việt hơn, chúng ta sử dụng để theo dõi nào. Cái hai, bạn cần phải tăng cường lưu thông máu gan và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch của tế bào lympho tế, tăng cường hoạt chất để mà hỗ trợ cái tế bào lympho tế đấy. Và ngoài ra bạn có thể sử dụng các cái giải pháp khác để mà chống oxy hóa trên tế bào gan, tăng cường chức năng gan hạn để phòng, để bảo vệ cho chức năng. Nhưng với hai cái giải pháp mà tăng cường lưu thông máu gan thì đã phòng được sơ gan cho bạn rồi. Bởi vì lưu thông máu gan là một trong cái quyết định để tăng cường chức năng gan, phục hồi chức năng gan. Vì lưu thông máu thì tôi giải thích đúng không? Nó đưa được hoạt chất ức chế đến virus, nó đưa oxy để được thì nuôi dưỡng tế bào tốt hơn, nó đưa dinh dưỡng đến được, nó tái tạo tế bào gan mới tốt hơn. Còn về ung thư gan thì khi chúng ta kiểm soát được tình trạng sơ gan thì khả năng ung thư gan của lên như sẽ giảm xuống bạn nhé. Tiếp theo câu hỏi của bạn Nguyễn Hà Thu. Em sử dụng thuốc kháng virus 6 tháng mà virus giảm rất chậm mà em không dùng rượu bia, có phải do em không hợp thuốc không dược sĩ? Trường hợp của bạn mới sử dụng thuốc kháng virus mà nó tải lượng virus nó giảm chậm, nó giảm chậm thì bạn cần tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ, chúng ta cần thêm thời gian nữa, bởi vì thông thường điều trị của thuốc kháng virus cũng phải có những bệnh nhân phải ngoài 12 tháng, các bạn mới sử dụng 6 tháng thì chúng ta cần theo dõi thêm. Trường hợp cứ sau 3 tháng điều trị mà virus nó không giảm rưỡi 10-12 là chúng ta cần phải cân nhắc lại và chúng ta có thể là đổi thuốc hoặc là tìm một cái giải pháp khác kết hợp với thuốc kháng virus khác. Chả đến bạn từ 10-16 mà điều trị sau 6 tháng không giảm xuống được 10-12 hoặc tối thiểu không giảm được 10-15 thì các bắt buộc phải là đổi chuyển thuốc đấy. Còn ngoài ra bạn có thể sử dụng thêm cái giải pháp khác nữa là tăng cường lưu thông máu gan, tăng cường hệ miễn dịch cơ thể mình lên, chế độ ăn uống mình tốt lên, sàng lọc lại mình có bị các cái bệnh lý nền mãn tính được không, như kiểu nhắc về bệnh về đường tiêu hóa xem mình bị không, về gan lách mật, về bệnh liên quan tuyến tùy, bệnh về chức năng thần, đấy, những cái bệnh mãn tính mình có xem có bị không, thì lúc đấy mình có một cái giải pháp điều trị nó tốt hơn. Đỗ Văn Tụ, các bạn gửi câu hỏi tiếp theo đi. Chào bạn Tô Hà, uống thuốc kháng virus hay quên, có sao không dược sĩ? Bạn Tô Hà nhé, thuốc kháng virus bạn phải uống điều độ vào. Bạn uống thuốc kháng virus mà bạn quên đi cái hiệu quả điều trị, nhất là trường hợp kháng thuốc rất cao đấy. Thuốc kháng virus bắt buộc bạn phải uống vào một giờ nhất định, uống vào buổi sáng là tốt nhất. Chỉ một tháng bạn có thể may ra quên một lần, bạn cũng thể một tháng bạn quên vài lần được, bởi vì trong quá trình sử dụng thuốc á, cái nồng độ thuốc trong máu nên nó có trong dịch tôi học gọi là thời gian T2 thì sau một khoảng thời gian cái nồng độ thuốc trong máu sẽ giảm đi. Khi nồng độ thuốc giảm đi thì mình uống cái liều tiếp theo vào để bổ sung, nên để luôn luôn nồng độ trong máu luôn luôn đạt ở cái ngưỡng điều trị ấy. Không gọi là ngưỡng đỉnh nhưng luôn luôn nằm ở cái ngưỡng để chúng ta trong khoảng điều trị. Nếu bạn quên thì trong vòng khoảng 24 giờ thì nồng độ thuốc trong máu nó giảm gần đến thấp nhất, nó không nằm trong cái ngưỡng điều trị nữa. Mà thuốc không nằm trong ngưỡng nồng độ thuốc trong máu không nằm trong ngưỡng điều trị nữa thì khả năng virus nó tạo ra những cái mình hay gọi là kháng thuốc ấy, sẽ rất rất lớn, đặc biệt là đối với virus viêm gan B nó hay tạo ra các cái biến đổi gì gen trên bề bề mặt ấy. Nên cái khả năng vay kháng thuốc rất cao nên bà cần để uống thuốc điều độ vào. Nguyễn Hà Thu, enzyme phiên bản ngược ạ, tức là thuốc nó ức chế cái enzyme phiên bản mà ngược ấy. Cái enzyme này thì virus nó dùng để nó sao chép để ức chế nó lại.
Chào bạn Nguyễn Mai, em dùng kháng virus kết hợp với thuốc lá nam thì có giảm nhanh hơn không được gì, mong được gì trả lời giúp. Cái câu hỏi của bạn cũng hơi chung chung, tức là câu hỏi này cũng tôi nhận được rất nhiều, tức là trong quá trình điều trị thuốc kháng virus mà cái quan điểm của mình là dùng thêm các cái thuốc đông y, thuốc nam, thuốc lá, tức là các ông thầy láng hay là của mình tự ý kiếm kiểu cà gai leo diệp hạt châu với cây ăn xoay hay cũng hay là kiểu đậm linh chi chẳng hạn, đậm linh chi đỏ đấy hạn, nhiều người hỏi rất nhiều để cũng hỏi đến tôi hạn. Thì như chúng ta biết về bản chất thuốc nam là một trong những cái thuốc là tiền sử của trước đây chúng ta sử lịch sử trước đây chúng ta sử dụng khá là nhiều, nhưng bây giờ thì cũng là được có nhiều cái nghiên cứu hiện đại hơn, có những cái phát triển hiện đại hơn, nên trong quá trình sử dụng tự ý sử dụng thuốc nam có một cái rất nguy hiểm, nên sử dụng thuốc nam thì bạn cũng cần một cái chuyên gia mà về bệnh đông y ấy, hoặc là đặc biệt lớn bởi bệnh về gan thì cần một chuyên gia liên quan về bệnh lý về gan mật nữa, để chúng ta hiểu được cái chức năng gan, đặc biệt những người virus, bởi vì không mọi người nghĩ là bệnh virus nó cũng giống bệnh gan thông thường, nên trong điều trị virus nó khác hoàn toàn, vì bản chất virus nó khác với bản chất của những người, cái viêm gan do rượu, viêm gan do ký sinh trùng hoặc những cái thành viêm gan khác do kiểu do thuốc tây hả, nên trong điều trị nó hoàn toàn khác. Nên trường hợp bạn sử dụng thuốc nam thì tôi khuyên bạn nên không nên sử dụng, bởi vì chúng ta không biết cái liều lượng như thế nào chúng ta sử dụng cả, và chúng ta cũng biết là cái cây đấy nó phù hợp với mình hay không nữa, nên chúng ta để mà tiết năng gan của mình kém đi mà mình sử dụng thuốc nam nhiều vào cũng vào thì gan cũng phải làm việc, cũng phải chuyển hóa cái thuốc đấy để hiệu quả điều trị hay không hiệu quả điều trị, vô tình đấy có những lúc mình phải làm tăng cái gạch nhằn cho lại gan, nên mình cũng biết là liều lượng bao nhiêu, dùng bao nhiêu lâu, dùng được tác dụng như nào, cái nào để đo lên được, nên tôi khuyên bạn là hạn chế dùng cái thuốc nam này, đặc biệt là thuốc nam nguồn gốc của nó, vì nhiều lúc là cái điều kiện khí hậu chúng ta là nóng ẩm, nên thuốc có thể là thu hoạch về chúng ta gạt đâu đấy trong bao tải trong như thế chẳng hạn, rất dễ bị ẩm, rất dễ bị lên mốc, mà ẩm chính cái độc hại mà những cái cá mà cấp tiệm đấy là chỉ là do những cái nấm mốc độc hại chúng ta uống vào chúng ta bị nhiễm độc ấy, chứ không phải là bản chất ở thuốc nam, nhiều lúc chúng ta lại đánh đồng cho vào đấy, ngoài ra nó còn lên thu hoại nữa, thu hoại đặc biệt là những cái cây mà chúng ta có cái lớp vỏ bần bên ngoài có rất nhiều cái rêu mọc bên ngoài đấy, mà chúng ta không cào đi, chúng ta cứ sử dụng cả như vậy thì cũng rất nguy hiểm, nên những cái độc tố bên ngoài mà nó bám vào đấy thuốc nam lại cũng khá là ảnh hưởng đến chức năng gan, đặc biệt là các cái nấm mốc, nấm mốc là một trong những cái gây độc cho gan nhanh nhất. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hải Yến, có trường hợp nào uống thuốc kháng virus, virus giảm mà sơ gan không giảm? Cái trường hợp mà uống thuốc kháng virus mà virus giảm mà sơ gan không giảm nó cũng gặp thường xuyên, thậm chí cái tỷ lệ gan rất lớn. Bởi vì ấy, như chúng ta là giải thích, khi virus ở trong máu, một cái tải lượng virus ở trong máu rất cao, khi thuốc kháng virus vào ức chế cái virus đấy thì nó sẽ giảm cái phá vỡ của tế bào bao gan, mà sản phá vỡ tế bào gan thì giai đoạn đầu thì là cái chức năng gan chúng ta phục hồi được và sơ gan chúng ta sẽ giảm. Còn khi virus nó về dưới ngưỡng rồi thì lúc đấy cái tác động của virus đến tế bào gan nó không nhiều nữa, mà lúc này thì sơ gan này là do một cái hậu quả của quá trình viêm gan trước đây để lại, thì những cái tổn thương sơ gan vẫn còn đấy. Bây giờ ở cái giai đoạn này muốn giảm sơ gan thì chúng ta cần phải gì, chủ yếu là tăng cường dinh dưỡng cho gan là chủ yếu. Dinh dưỡng cho gan ở giai đoạn này nhất thiết là phải gì, dinh dưỡng cho gan và nuôi dưỡng các cái giải pháp nuôi dưỡng cho lá gan là chủ yếu. Nên ra giai đoạn này thì thuốc kháng virus để làm giảm sơ gan là gần như không có, mà chủ yếu nó phòng sơ gan. Phòng là gì? Để chúng ta dừng thuốc kháng virus, virus nó nhân lên bùng phát lên, nó phá vỡ tế bào gan mà nên tải chúng ta bị sơ gan thì nguy cơ bị suy gan và hôn mê gan. Nên ở cái giai đoạn này tuyệt đối là dừng thuốc kháng virus, cần phải điều trị theo đúng cái toa đơn của bác sĩ là thuốc kháng virus. Và còn muốn giảm cái giải tạo sơ gan thì lúc nào tôi chia sẻ là phải lưu thông máu gan là cái yếu tố quyết định để chúng ta giảm được sơ gan. Bạn Nguyễn Mai, em muốn mua cây lá như cà gai leo, người ta mách em bản chất của cà gai leo là quá trình ức chế véo suy thoái trên cái mang tế bào gan để bảo vệ tế bào gan để phòng chống sơ hóa gan,
nhưng một mình kể cả cái đeo không cũng giải quyết được vấn đề, và chúng ta cần một cái giải pháp có tổng hợp hơn, cần một cái giải pháp tổng hợp hơn, cân bằng chức năng của gan, chức năng cân bằng chức năng gan là và lá lách. Em xem câu hỏi của anh Ba Linh nhận lời phân tích. Cách đây 10 năm tôi phát hiện viêm gan B và định lượng virus 17, sau năm sau đó cũng 5 năm còn 10 của ai. Và từ đó tôi tự ý bỏ, hơn 1 năm qua tôi uống hoa một can men gan dư khoảng 60-65 gì đó. Cái trường hợp của anh Ba Linh, anh cần phải đi khám lại vì anh tự ý dừng thuốc kháng virus khi chưa đủ tiêu chuẩn đó. Nên mình cần phải đi kiểm tra lại, bởi vì cái giai đoạn đầu anh điều trị thuốc kháng virus đó là cái ngưỡng ức chế virus và tác động đến virus nó rất lớn, nên khi sử dụng giáo khoa một cán để mà thay thế cho thuốc kháng virus nó không thể thay thế được. Nên mà trường hợp của anh cần phải đi kiểm tra lại cái lượng virus trong máu như thế nào, bởi vì chúng ta cần điều trị theo một cái giải pháp có tổng thể hơn đấy. Nên mà anh cần đi kiểm tra lại cái bình thường virus là một này, HPV DNA là bình thường tải lượng virus, cả hai anh cần kiểm tra cái xét nghiệm miễn dịch HBEAG và một cái xét nghiệm là HBEAB, tức là kiểm tra xem virus nó có hoạt động trở lại hay không á, định lượng virus bao nhiêu, virus hoạt động hay không, là ba xét nghiệm bắt buộc anh cần phải làm để kiểm tra về cái tình trạng virus của anh. Ngoài ra anh kiểm tra thêm chức năng gan, kiểm tra men gan ba chỉ số ASAT, ALAT, tức là AST, ALT và gamma GT, GGT, ba chỉ số men gan đấy, và đồng thời anh kiểm tra thêm một cái siêu âm gan nữa. Ngoài ra anh làm thêm một cái xét nghiệm nữa là kiểm tra về công thức máu ngoài bí để kiểm tra chỉ số tiểu cầu để xem cái chức năng gan như thế nào nữa. Khi có cái kết quả này thì anh gửi lại tôi xem, tôi sẽ tư vấn cho anh một cái giải pháp nó tốt nhất để xem là tình trạng của anh dương thuộc kháng virus không an toàn như vậy, xem có bị virus bùng phát hay không. Còn hiện tại cái men gan của anh thì dao động từ 65 đến 65 gì đấy, thì cũng là một trong những cái biến đổi của cái tác động của cái yếu tố gây viêm trên chức năng gan để xem là cái này khỏe gió ở virus hay không. Nếu kiểm tra lại mà cái hệ miễn dịch của anh tốt, có chuyển đảo thanh sâu, chuyển đảo thanh tốt rồi mà kiểm tra không bị sơ gan thì chúng ta tiếp tục sử dụng hoa hồng can được mà không cần thiết phải điều trị lại thuốc kháng hoặc kháng virus. Nguyễn Ba Linh hiện tại có giải pháp nào mới tốt nhất không? Anh Nguyễn Ba Linh vừa mới giải thích anh đấy, anh kiểm tra lại tổng thể thì tôi sẽ có cái giải pháp nào tốt nhất cho anh dựa vào cái kết quả mà anh khám. Chào bạn Thoại Nguyễn, trọng dung thuộc kháng virus 2 năm tải lượng virus đã về dưới ngưỡng, sau đó ngưng thuốc thì virus lại tăng lên 10-18. Giờ cháu đã dung lại 8 tháng mà đi khám tải lượng virus không giảm là sao ạ? Cái trường hợp của bạn tức là đã dùng thuốc kháng virus từ 10-18 đã về dưới ngưỡng và sáu bàn dừng, tức là do bàn dừng thuộc kháng virus mà khi cơ thể chưa có cái hệ miễn dịch tốt, tức là chưa có chuyển đổi thay nhé. Thông thường trong cơ thể chúng ta ở giai đoạn đầu virus là 18 chúng ta điều trị virus về dưới ngưỡng, khi virus về dưới ngưỡng rồi thì khi xét nghiệm HBEAG mới chuyển về âm tính, và khi chuyển về âm tính rồi thì phải có cái chuyển đảo thành anti HBB hoặc là HBAB thì lúc đấy mới có chuyển đảo thành. Thông thường một số người trong quá trình điều trị virus đã về dưới ngưỡng HBB đã âm tính rồi nhưng không có cái kháng thể anti HBB nên chúng ta để nó dừng thuốc thì chắc chắn virus sẽ bùng phát lại, bởi vì trong cơ thể chúng ta không có kháng thể để chống đỡ lại cái virus bùng phát lại, mà dừng thuốc thì chắc chắn virus nó phải bùng phát lại. Mà khi đã bị virus bùng phát lại như thế này, điều trị tiếp tục lại thuốc này thì rất dễ bị kháng thuốc. Như trường hợp của bạn là đã bị virus cũng đã bị kháng thuốc rồi, thì trường hợp này cần phải quay lại bác sĩ để bác sĩ kết hợp hai thuốc kháng virus để điều trị. Thông thường chúng ta có thể kết hợp với cái tenofovir với cái lamivudine, tenofovir 300 kết hợp với lamivudine 100 để chúng ta điều trị với những trường hợp mà bị kháng thuốc virus đấy.
thì lúc đấy hiệu quả điều trị nó sẽ cao hơn khi dùng ngay thuốc kháng virus. Ngoài ra bạn có thể áp dụng cái giải pháp mà tôi đã chia sẻ ở đấy, tức là làm thế nào để virus nó nhanh hơn nữa, tăng cường lưu thông hoặc là bảo gan, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể mình lên nữa, vì hệ miễn dịch mình kém. Bởi vì bản chất của hệ miễn dịch mỗi cái là diệt được virus, còn thuốc kháng virus chỉ là cái ức chế cái quá trình sao chép làm giảm virus trong máu. Nên hệ miễn dịch của người nào tốt thì tuyển hóa thanh con nó sẽ tốt, mà tuyển hóa thanh tốt thì nó ức chế virus nó sẽ tốt hơn. Cảnh dân Nguyễn, em uống Hepcret 8 tháng không về dưới ngưỡng, giờ làm sao ạ? Cái Hepcret này cũng là cái tenofovir, tức là TAF, hàm lượng 25 mg, thì nó là một trong cái mà chuyển hóa hấp thu tốt nhất ở gan, gần như 90% là hấp thu so với cái tenofovir 300. Thì khi bạn dùng nó không về dưới ngưỡng thì lúc nãy có giải thích với bạn đấy, hiện tại Hepcret cũng khá là tốt, nhưng cái dòng của Hepcret ấy, nên có một số dòng, ví dụ một số đợt nó hết thuốc chẳng hạn, có những cái sản phẩm nó xếp tay lại, nguồn gốc nó không đảm bảo như thế hạn, nên bạn phải lựa chọn cái thuốc đúng của nhà sản xuất đấy. Nên những thuốc mà nó hay có những thuốc trôi nổi trên thị trường thì tốt nhất bạn mua trong cổng bệnh viện đấy. Nên mua thuốc đúng hãng của nhà sản xuất, nó may ra mua thuốc ngoài, thuốc trôi nổi, thuốc kém chất lượng đấy thì cái hiệu quả điều trị không cao. Còn bản thân khép kép điều trị cũng khá là tốt, đặc biệt nó đỡ đến cái tác dụng phụ trên ảnh hưởng đến xương, đến thận. Còn bây giờ làm thế nào để virus bay dưới ngưỡng thì có chia sẻ lúc nãy ban đầu đấy, bây giờ chúng ta cần một cái giải pháp để tăng cường lưu thông máu gan, tăng cường hệ miễn dịch của mình lên, cái thật chế độ ăn uống tốt nữa, nó sẽ giảm lại, nó sẽ giảm virus bay dưới ngưỡng. Thông thường nó vào tầm khoảng 3 tháng để bạn kết hợp đúng giải pháp như vậy có thể bay dưới ngưỡng, bởi vì cái lượng virus của bạn không đáng kể nữa, lúc này là có thuộc cảm ứng ức chế rồi, không thể nhân lên được nữa. Còn bây giờ chủ yếu là giải pháp của miễn dịch, gọi là giải pháp của cái cơ thể chúng ta là chính, đặc biệt là hệ miễn dịch. Chào bạn Mỹ Diễm, dược sĩ ơi cho em hỏi, chồng em bị viêm gan B do di truyền, hiện tại đã có virus có điều trị được không? Trong trường hợp của bạn, trong bạn bị nhiễm viêm B, tức là cái tình trạng lây nhiễm viêm B từ mẹ sang con, đặc biệt là những người mà sinh ra trước năm 1997, cái giai đoạn đấy thì chúng ta chưa tiêm phòng vaccine và cũng chưa sàng lọc, tức là người mẹ gần như chúng ta không sàng lọc vaccine để mà tiêm kháng thể thay ngay cho con và tiêm vaccine ngay luôn á, thì rất dễ là lây sang cho con. Và những trường hợp này thì chắc chắn là định lượng virus trong máu là có, định lượng virus trong máu có, nên chúng ta cần kiểm tra cái giai đoạn này định lượng virus rồi. Ngoài ra chúng ta kiểm tra những chỉ số khác nữa, bởi vì trong điều trị thuốc kháng virus không phải có virus là điều trị thuốc kháng virus được, mà chúng ta phải dựa vào cái giai đoạn nào, cái tiêu chuẩn nào. Vì có những trường hợp virus nó rất cao, virus hoạt động rất cao, mà men gan bình thường, gan bị sơ hóa thì chúng ta cũng chưa đủ tiêu chuẩn điều trị. Nên chủ yếu điều trị ở cái giai đoạn là có ảnh hưởng đến cái chức năng gan, tức là có tổn thương gan, một là men gan tăng, hai là có sơ gan, thì lúc đấy mới đủ cái tiêu chuẩn điều trị. Ngoài ra một số trường hợp như mất tuổi ngoài 30, men gan tăng cao, hoặc tiền sử gia đình có về sơ gan, ung thư gan chẳng hạn, hay những bệnh trên thận, bệnh về các cái viêm đa khớp chẳng hạn, thì chúng ta mới được điều trị. Còn trường hợp của trong bạn cần phải đi kiểm tra một cái xét nghiệm nó tổng thể, như lúc nãy vừa nói chuyện với bạn lính đấy, tức là định lượng virus này, kiểm tra HBEAG này, HBEAB này, kiểm tra về chức năng gan này, kiểm tra thêm một công thức máu ngoài ví nữa, thì chúng ta có những cũng gần như là đầy đủ để chúng ta để kiểm tra đánh giá và ghi đủ tiêu chuẩn điều trị hay không, và chúng ta điều trị thì cái thời như thế nào. Câu hỏi của bạn Thương Tịnh, tôi bị viêm gan B và polyp túi mật, dùng kháng virus 2 năm rồi nhưng men gan thi thoảng vẫn cao, tải lượng virus vẫn 14, làm sao có thể giảm được dự ngưỡng thưa dược sĩ? Cái tình trạng cái polyp túi mật á, cái polyp túi mật này hiện tại tức là để mà cái kích thước của nó rơi vào tầm khoảng 1-2 mm thì cũng đã cũng ảnh hưởng gì. Trường hợp nó tăng sinh của cái polyp này quá lớn thì mới can thiệp về ngoại khoa điều trị, còn trong điều trị rồi quá thì gần như không có tác dụng, nên bạn đừng có điều trị những giải pháp nào tiền là mất tiền và cái hiệu quả điều trị cũng cao. Cái polyp này nó không ảnh hưởng gì quá lớn với chức năng gan mình hiện tại,
khi nào quá lớn có thể vài ba năm sau, 10 năm sau có thể can thiệp cái này điều trị bên ngoài khoa là chủ yếu. Còn trường hợp mà điều trị cái tải lượng virus mãi nó nằm ở 10-14, tức là ở lúc này giải thích nhé, khi ở virus ở 10-14 thì thường những virus ở giai đoạn này nó không hoạt động, mà con hoạt động không sao chết thì nó không sử dụng enzyme phiên bản ngược đấy, mà nó không sử dụng enzyme phiên bản ngược đấy, nó thuộc cái ức chế enzyme phiên bản ngược đấy, thì gần như đến cái lượng mình virus này nó không quá tác dụng, không quá hiệu quả trên đấy. Mà giai đoạn này chủ yếu là hệ miễn dịch chúng ta chủ yếu mà sử dụng thuốc kháng virus để tránh một cái đợt bùng phát. Nên cái trường hợp của bạn xem cân nhắc chúng ta chọn cái nhà sản xuất thuốc xem như thế nào, từ cái nhà sản xuất trước mình sử dụng của cái hàng nào đấy, chọn cái hàng sản xuất nào nó tốt hơn thì hàng chúng ta sử dụng. Ngoài ra chúng ta tăng cường lưu thông máu gan, tăng cường hệ miễn dịch, có một cái chế độ ăn uống tốt hơn, ngủ nghỉ tốt hơn thì chúng ta sẽ có được cái sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra kiểm tra về các cái tình trạng bệnh lý nền nữa có bị không thì chúng ta điều trị. Tức là với mục cái trường hợp của bạn, yếu tố quyết định vẫn là cái hệ miễn dịch. Việc thuốc kháng virus có rồi, miễn dịch tốt thì chắc chắn virus nó sẽ về dự được. Cái giai đoạn này thuốc kháng virus tác dụng nó không cao, bởi vì ở giai đoạn hoạt động tác dụng nó rất tốt. Còn giai đoạn không hoạt động thì khả năng ức chế nó sẽ kém đi. Nên cần kết hợp của hai giải pháp, một là thuốc kháng virus không được bỏ, hai là miễn dịch. Bạn Khánh Dân Nguyễn, em dùng 8 tháng không bây giờ ngưỡng, giờ em dùng thêm hoa hồng cam được không ạ? Bạn có thể hoàn toàn sử dụng cái sản phẩm hoa hồng cam được, bởi vì sản phẩm hoa hồng cam là tôi đã nghiên cứu gần 2 năm nghiên cứu và bào chế theo phương pháp cân bằng gan lách, chứ không phải là theo phương pháp quân thần giả sử đông y như cổ phương trước đây, mà nó theo phương pháp cân bằng gan lách, tức là tăng cường bản chất của cái cân bằng gan lách này thì là tác động trực tiếp lên cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta. Một cái hệ miễn dịch lúc nãy tôi giải thích nhé, là tác động trực tiếp lên cái tế bào lympho tế mà có CD4 và CD8 để làm dài cái đoạn nhiễm sắc sẻ telomerase. Cái nhiễm sắc sẻ đấy là cái tức là trong quá trình phân chia nhiều làm ngắn bớt, làm giảm cái tế bào lympho tế này, bây giờ phải làm dài cái tế bào telomerase này ra thì cái hệ miễn dịch của bạn phải nâng lên. Mà hệ miễn dịch của bạn nâng lên được thì virus nó sẽ giảm được, bây giờ có thuốc kháng virus ức chế rồi. Ngoài ra trong hoàng cam có thêm giải pháp tăng cường lưu thông máu ở gan của hoạt chất của cái đan sấm, đan đỏ sấm, tức là sấm tức là lá gan ấy. Nó gần như điều trị liên quan cả cái bệnh về máu. Một vị đan trong cái cổ phương có câu là nhất vị đan sấm cộng đồng tự vật, tức là một vị đan sấm bằng cả cái bài thuốc tự vật cổ phương nổi tiếng, nó tác dụng tăng cường lưu thông máu gan, nó trục cái huyệt cũ sinh huyệt mới, tức là tăng cường lưu thông máu những cái huyệt mà cụ ở gan, nó sinh ra những huyệt mới, nó tái tạo tế bào bao gan, qua đó nó tác dụng nó bổ máu nữa. Thì trong cái sản phẩm hoa gan với phương pháp cân bằng gan lách, đặc biệt những người mà gan to lách to tiểu cầu giảm thì càng hiệu quả hơn. Tiếp theo câu hỏi của bạn Diệp Phạm Văn, bé em 5 tuổi bị viêm gan B từ mẹ, có cần phải điều trị gì hay bây giờ cho bé điều trị bây giờ gì cho bé không ạ? Với trường hợp của bạn, tức là virus của cháu đã lấy từ mẹ sang con, thì ở lứa tuổi này nó bị từ khi mới sinh, nên khi mới sinh cái hệ miễn dịch của cơ thể của cháu rất kém, nên virus nó sống trong đấy làm hệ miễn dịch của cháu nó càng giảm nữa. Nên thông thường trẻ bị lây nhiễm virus từ mẹ thì gần như 90-95% là chuyển sang thể mãn tính. Ít khi mà đảo ngược lại như những người lớn thì thông thường 90-95% cơ thể tạo ra kháng thể và hết bệnh, chỉ có tầm khoảng 10% chuyển sang mãn tính. Nhưng trẻ em lại ngược lại hoàn toàn. Nên ở cái giai đoạn này chủ yếu là theo dõi vì cháu còn bé, chưa điều trị bởi thuốc tây, cũng chưa điều trị ở cái lứa tuổi này. Những trường hợp đặc biệt mà có tăng men gan hoặc men gan quá cao thì bắt buộc phải nhập viện để chúng ta theo dõi điều trị, chứ chưa điều trị thuốc kháng virus ở cái giai đoạn này. Và cũng những cái giải pháp khác cũng vậy, nên thông thường điều trị với theo những giải pháp khác thì cũng cơ thể cháu nó lớn hơn, tầm khoảng ngoài 6 tuổi thì chúng ta có thể điều trị những cái giải pháp khác được. Còn hiện tại bé 5 tuổi chủ yếu bạn cho cháu có một chế độ ăn uống tốt hơn, sinh hoạt tốt hơn, hạn chế những kiểu xem về phim, các cái dòng xem các cái đồ điện tử,
để cháu có một cái sức khỏe tốt hơn, hay đi ngủ sớm hơn, hay gì cháu nó sẽ tốt hơn, điều chỉnh chế độ ăn cho cháu nó tốt hơn. Còn có những cái biểu hiện lâm sàng như của mệt mỏi vàng da thì chúng ta cần phải đi khám, đặc biệt là định kỳ chúng ta cũng cần phải đi khám cho cháu để có những cái theo dõi của chức năng gan có ảnh hưởng đi không. Chào bạn Hải Anh, hiện tại tôi bị bệnh lý về dạ dày và xương khớp, dùng cụ khám với lúc thì ngày càng thấy sức khỏe không tốt, vậy tôi nên làm thế nào? Hiện tại bạn bị rất là bị virus này, ngoài ra bị thêm cả cái bệnh lý nền khác là về dạ dày và xương khớp. Thì tôi nói về trường hợp dạ dày trước, thì tôi nói là đa số, tôi nói tất cả những người bị viêm gan thì có ít nhiều ảnh hưởng sang đến cái chức năng dạ dày, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Vì sao? Bởi vì can khí nó phản kháng tỳ và vị. Tỳ là cái hệ thống lá lách chúng ta và hệ thống tiêu hóa chúng ta, còn vị là cái dạ dày, đại diện cho cái dạ dày. Nên khi chúng ta bị viêm gan, khi lưu thông máu từ gan sang dạ dày nó giảm đi, lưu thông máu sang dạ dày giảm đi thì cái công năng, tức là cái nối dựng cái dạ dày giảm đi, công năng hoạt động của dạ dày giảm đi. Nên khi thức ăn chúng ta ăn vào thì thời gian lưu trữ ở dạ dày nó lâu hơn, mà thời gian lưu trữ dạ dày lâu hơn thì cái hệ thống thần kinh nó sẽ kích thích cái tế bào viêm tiết ra cái hắc cầu, mà cái lượng hắc cầu tiết ra nhiều hơn so với cái lượng yêu cầu thì lâu ngày chúng ta bị viêm dạ dày. Em cảm ơn cái pin. Nên giải pháp làm thế nào để giảm cái tình trạng này thì chúng ta cần, tức là với những giai đoạn mà chúng ta đi kiểm tra bị viêm dạ dày thì chúng ta phải điều trị theo toa bác sĩ. Cái gốc rễ vấn đề chúng ta cần phải cân bằng lại chức năng gan lách chúng ta. Ngoài ra chúng ta phải dùng một số giải pháp mà nó thông thường nhất, chúng ta có thể sử dụng cái chiết xuất từ cái nghệ, tức là thành phần curcumin này hả, thành phần curcumin được, nó cần thiết phải là nano curcumin. Nano curcumin hiện tại trên thị trường, tức là công nghệ nano cũng phải là bản chất nó đang hoạt chất ở cái thực năng nano, nên chúng ta sử dụng curcumin là được. Ngoài ra chúng ta sử dụng các cái dòng thảo dược khác, ví dụ mà xung quanh chúng ta nhất cây đơn giản nhất là cái cùng sản, hoặc là cái khác gọi là cái mực bớt, hoặc một số nơi gọi là cây đơn xanh nhà. Thì cây để chúng ta lấy về, chúng ta xung quanh chúng ta lại phơi khô, chúng ta cũng lúc nào khó chịu chúng ta sử dụng các cái cây trước đây chúng ta hay dùng bồ đồi, dùng đứt tay chảy máu, chúng ta dùng đa pha để nó khỏe cầm máu. Cái đấy khá tốt và cùng trọng viêm rất tốt trên các cái viêm của dạ dày. Ngoài ra có thể sử dụng kiểu mà chè giấy, lá khối chẳng hạn, hoặc giả cẩm chẳng hạn. Đấy, những cái dòng đấy cũng khá là tốt mà cũng lành tính cho chúng ta. Quan trọng nhất chúng ta phải tìm nguồn thảo dược cho nó tốt, cũng thể tự ý ra đi mua những cái quầy mà cũng đảm bảo, những cái cơ sở, những cái bệnh viện đông y chẳng hạn, đấy những cái chỗ đấy chúng ta có thể là mua hoặc là lấy, nó ăn khá là ăn an toàn. Còn đối với cái trường hợp thứ hai là bạn bị bệnh lý về xương khớp, với bệnh lý về xương khớp thì điều trị cũng rất cũng gọi là khó, nhưng cũng là chúng ta cần phải có cái thận trọng trong điều trị. Vì để chúng ta điều trị bằng giải pháp của Tây y thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan chúng ta nữa. Nên tùy theo tình trạng nào chúng ta có thể sử dụng các cái giải pháp của vật lý trị liệu chẳng hạn, các xoa bỏ ngoài da chẳng hạn. Trường hợp mà đau khớp nhiều đâu thì chúng ta có thể dùng cái ngải cứu, chúng ta mua về buổi sáng rửa sạch tầm khoảng 2 đến 3 bữa để ráo, tối chúng ta sao thì mũi chúng ta chườm đắp lên đấy, ta cũng làm cái tình trạng bệnh chúng ta có thể giảm đi. Còn trường hợp còn đau quá thì chúng ta bắt buộc chúng ta cũng phải đi khám bác sĩ, mà khi đi khám bác sĩ thì cũng phải nhớ nhắc là tôi bị viêm gan B đang điều trị thuốc kháng virus, nói về tình trạng bệnh của mình. Hai, tôi đang bị dạ dày, để bác sĩ cho con kê thuốc chúng ta để tránh những cái thuốc nó tổn thương lên dạ dày. Chào bạn Nguyễn Nam, bạn em đã có kế hoạch sinh con mang bầu, dùng thuốc kháng virus có được không? Bạn em bị viêm gan B mãn tính nhé nhà. Với phát triển của y học hiện tại thì bạn có thể hoàn toàn sử dụng thuốc kháng virus, mà thuốc kháng virus duy nhất để điều trị dự phòng cho lây nhiễm từ mẹ sang con, đó là tenofovir dihydroxyl fumarate, tức là bạn sử dụng được cái thuốc tenofovir để phòng. Mà thông thường trước khi sử dụng thì chúng ta cần cũng phải khám với được chuyên gia về gan mật, chúng ta kiểm tra lúc để mình kê thuốc cho bạn sử dụng, mình cũng tự ý sử dụng cũng phải kiểm tra lại chức năng gan,
kiểm tra lại bình thường virus, kiểm tra hệ miễn dịch. Thì từ đó bác sĩ kế toa điều trị mà với phối hợp với cái giai đoạn nào bạn cần sinh con nữa để chúng ta có cái thời gian sử dụng nó phù hợp với khách hàng. Và bây giờ chúng ta cần sinh con chúng ta sử dụng được bao lâu thì hạn, nó tùy thuộc vào cái chức năng gan hiện tại bị tải lượng virus chúng ta. Nên thông thường cố gắng điều trị trước 6 tháng của khi mang bầu. Nên thông thường chúng ta điều trị ở lại bao khoảng tháng thứ 3 chúng ta điều trị, hoặc chúng ta điều trị trước đi. Virus bây giờ dễ ngưỡng có chuyển đổi thành rồi chúng ta mang bầu đến bệnh, ít nhất là trong quá trình mang bầu không được để virus ở tình trạng hoạt động. Bởi vì bản chất của virus thì nó không lấy qua cái hàng rào của nhau thai, mà nó chỉ lấy cái giai đoạn chu sinh, cái giai đoạn nó sắp sinh nở mà cái vỏ ổ ấy, thì cả có bóc của tử tử cung ấy, thì máu ổ người mẹ nó sẽ tan vào ở cái hốc mũi hoặc là niêm mạc hoặc cái nào cắt rỡ, lúc đấy có tiếp xúc máu thì lúc đấy khả năng lây nhiễm rất cao. Nên khi sinh xong thì cũng cần phải tiêm phòng vaccine và khả năng thai nghe trong 24 giờ đầu hoặc 2 giờ đầu. Mà bởi vì virus hoạt động thì tiêm 2 mũi, còn bởi virus không hoạt động thì ta tiêm 1 mũi. Và thông thường chúng ta đã điều trị thuốc kháng virus rồi thì tiêm phòng vaccine và tiêm phòng khả năng thai 1 mũi nữa thì gần như là trẻ sinh ra sẽ không bị nhiễm viêm gan B. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Nếu không còn câu hỏi nữa nào nữa thì cái chương trình và giải pháp để chúng ta để đưa virus về dị ứng bình thường xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian giao lưu cùng dược sĩ Phạm Sát cũng như trên fanpage Hoa Mộc Can. Nếu có những câu hỏi nào còn thắc mắc thì bạn có thể để lại trên cái fanpage là Hoa Mộc Can, chúng tôi sẽ giải đáp sau. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới.